Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi một siêu phẩm của VNC đấy, cái là C, VNC nó đọc Đại Đường Võ Lâm đấy. Bắt đầu chơi nhá. Game này là một siêu phẩm, nghe nói một siêu phẩm, mình phải test thử có phải là một siêu phẩm không. Ok, rồi đồ họa chi tiết rất là đẹp. Ok, đang tải cập nhật một phút thôi. À, có mấy phái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có 7 phái, nghe nó có 9 phái. Nam có 7 phái thôi. Chứ cụ thể mình sẽ vô để tương hợp cho mấy bạn thôi. Mấy game này hay luôn. 700 mấy MB. Đồ họa chi tiết là như nó là game này game cày cuốc thôi. Sau khi đã cập nhật xong, mình đã vô game rồi. Quá đẹp. Từ là mở cái font đây. Đó. Trời ơi, cái đồ họa bao đẹp luôn. Trời ơi. Con này là dương hay sao ấy hồi xưa. Nó ánh mặt. Trời ơi. Mặt chơi luôn. Ngoài cái bà cái thư cái chùi như là đấy Đại Đường Võ Lâm. Ok, sẽ chơi bằng ID Jin. Chọn đầu hỏa ha, cấu hình khá mạnh. Đời cứ đầu hỏa bằng cao này. Mình sẽ chọn bên tay mình là cái uy tín nên cấu hình sẽ nhất. Thông báo chào mừng đến với thế giới Đại Đường Võ Lâm. Và ta đã bị cái nhân vật không nặng nhẹ. À, tức là cái này chỉ là nét thôi. Nét thôi. Cấu hình trên ta không thấy nhân vật phải cho phép thằng bé mà được cái là test nhập qua address có giá trị 2000 vàng hiện cho mẹ môn siêu lập hộp sơn như sáng bắt hoa y vẫn bắt hoa ngốt ô danh mở tất cả tính năng và hành động như phiên bản ô bình trải nghiệm Đại Đường Võ Lâm thuộc lĩnh quán mắt phải liên về tâm bay Đại Đường Võ Lâm. Ok, chơi ngay. Hay chưa làm thần chiến kim can cụ thể không gọi chưa ta không có gọi chưa ạ. Ô chính xác thần chiến luôn. Lĩnh vệ cương mãnh tung hoành tấn công cái phòng thủ ạ. Cái phòng thủ cái này tấn công sơn cân bằng cân chiến kiếm pháp phi mạnh nó đẹp trai cái bàn đồ họa quá đẹp ô danh chú tập xa định vị bách mộ thiên dương tấn công còn bách thiên hoa chỉ nhập bút máu hỗ trợ khống chế dù lông phi phượng ta cái là mình thấm này sao luôn á, một con này, hai con,
con tầm xa, x4 con tầm xa, 3 con tầm kiếm. Ờ, phái nữ rồi. Thì Long hoàng hai nữ nha. Chính xác, không, không có luôn. Và tắt, phái nữ ra. Chỉ có phô danh mới có phái nữ thôi. Ôi, chết tiệt. Ok, mình chơi. B là B, phô danh. X, ví dụ. Ok, tạo như thành công, tạo chơi thôi. Mở đầu, cảnh mạo ổng. Ok. Ngọc đầu hợp khá là đẹp, quá đẹp. Trời ơi, cũng như là một cuộc chiến như sao ấy, chiến hoạt hình cái gì 3D. Hello, rồi lây là đâu, con là ai, có đi ra đi. Đưa vụ là lung lung. Thôi rồi, chúng ta hãy tự tìm. Ủa, văn hóa sao ta chỉ sẽ nhà. Ta chỉ nhấn tiền ủa văn hóa đọc sao. Ta chỉ cần tiền hắn đặt cái tỷ truyền quốc là tổng tỷ truyền quốc. Ok. Trời ơi, thanh phong nắm tay, chính nghĩa hiện tâm. Được công ty điện. Được xong mấy ơi. Cao thủ sơn, nếu các hạ muốn cứ vào hãy chỉ có ba đường. Chỉ có đường tử mà thôi. Đệ tử thực sơn ở đây, chẳng lẽ là ngươi phủ văn hoa cầm. Phủ văn hoa cầm. Hai viên gì xong đông mái chiến gì đấy. Cao thủ thực sơn, không được nói nhiều. Nếu muốn gặp Phủ Văn đại nhân hãy xin phép thanh kiếm ta trước. Chém mày luôn tao mày. Tập tắt mày. Mày có gì. Này ấy đá ở mồm bách thi hoa bắt môn hoa thường. Thánh thường á, chưa này họ báo. Để tay giúp một tay người, để tử bất cứ không thể hành động lại của Phủ Văn Hoa Cầm. Bye bye, anh đồng ai. Bây giờ, em xin lỗi. Hay thì Xung mày nghe vợ 20 lắm của tao mày. Mày nghe vợ 20 cái hạ cũng có bạn lên đến đức nguyên rồi à, nhưng chính mà nếu đã chắn sống cứ việc xong lên. Ok đi có cái mình thứ nhất là có cái mình thứ hai hả à? Vậy kiêu ngạo không ngồi bỏ hiên ngang cười với đời đặc tính tấn công cao thủ như sát và nhận chán còn ngươi còn đấu với hắn đâu vậy ha ha lên đây cũng phải luôn á để đi sát thôi nói gì ôi giời hết thì chết ê Phủ Văn Hoa cấp một tỷ. Ok, như là bên đại đường hay sao á. Đúng rồi, đại đường, bên đại đường. Ấy đúng rồi, ở đại đường. Cái này gì? Ây giời, nén. Mày xoẹt luôn. Mày xoẹt. Thương nữa, phải. Em cũng năm mày. Quýnh luôn. Ôi giời, nhà này. Ôi con lắc rồi, con lắc rồi. Này chơi trên phải mới ngon.
bước máu, còn một em thôi. Đấy, đu lập, đu lập gì vậy? Phù vật à, vợ tao chết mày bước nói gì nói đây một cái nữa mày nói gì. Nên cái game này á, mình nên chơi trên điện thoại passport nó ngon hơn, nó khó điều khiển quá mình chưa chỉnh được. À, vậy sau mình sẽ chỉnh. À, bãi dưới một chiêu sức mạnh của người cũng chưa chính tả. Anh à, quất mày luôn. Ta là mơ, má nó mơ thôi anh. Trời. Chỉ là mơ thôi. Ai vậy? Ai vậy? Hello. Hello hello. Chương 1 đời hoàng cốc. Lê Hòa Cốc. Trời, cảnh tiết quá đẹp. Thấy ta đấy, xe nở tơi. À, quá trời người. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. À, mình sẽ tiếp tục chơi trong cái game này. Tại vì máy mình không có thể là chứa nhiều được. Mong các bạn thông cảm. Lần sau mình sẽ quay thêm clip game này nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Nếu thấy video mình thấy ok á, thì like cho mình một phát. Nếu các bạn muốn xem video mới của mình thì hãy subscribe. Nếu thấy hài hài thì share giùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Brother, it's caught in the crossfire.